Chụp đây. Chụp nữa hả? Vô. Không. Không không, đừng hỏi. Tới hôm nay lớn lì xì sao nổi? Thôi lì xì mà năn nỉ. Thiếu rồi. Rồi ra ngồi ngồi chơi đi. Ngồi uống nước trà. À, Tết á có lì xì cho thầy đi. Rồi, thầy hưởng công đức nha. Rồi. À, nè giờ uống nước trà đi, có trà bánh mứt nè. Đó, còn nước ngọt là tốn phí á. Cà phê nó chanh là miễn phí. Cà phê nó chanh miễn phí. Mở không? Con coi coi anh cứng phải biết chứ. Đúng không thầy? Lì xì thầy đi. Rồi, lì xì năm mới á, gia đình phát lộc phát tài. Mua sân mây, xe nơi đầu mở. Rồi cắt nhà lầu. Rồi cái gì cũng đều may mắn nhất, phát lộc phát tài ha. Bạn sự như muốn rồi thầy mời uống nước. Rồi uống nước trà thầy đậm sẵn. Rồi với nè mà mấy bạn gái nè vô đi. Nè giờ chúng ta ai uống bột cụng thì lấy bột cụng, ai cái gì thầy cũng mua, mua một bấm mười hết á, ai chịu không chịu thôi. Tết mà ăn cái ớt này là cắn cái ớt luôn á. Mày chết bự luôn. À, Tết thì để cây phát tài đồ á, thầy dẹp hay dẹp cái gì à, ăn vô cho cay xé lử. À, còn những cây mà gai á, à, ai đụng vô là chích vô cho gai rút. Cây ớt này là hiện tại giờ là mắc nhất trên thế giới. Ớt này là cây ớt giá tiền. Thông tin bấm lên mạng coi, cái ớt gì mắc tiền nhất là nó hiện ra. Cái nhiêu tiền rồi? À, nếu mà ớt ở bên nước ngoài về thì 500 triệu, còn Việt Nam thì 5 triệu. Còn đó về chùa thì 500. Chừng bao nhiêu tuổi rồi? Giảm bớt từ từ. Thầy hái đủ 1 ký bán đi. Không, giờ mua chùa mình hái hết cũng không được 1 ký. Mà đủ 1 ký mới lắm. Hay là vô giá không bán. Vô giá không bán. Giờ thầy bán cây. Cứ 1 cây là 5 triệu, ai mua là bán đấy luôn. Bây giờ mua cây, mua trái. Trái cũng mấy ký mới mua. Mà đủ ký mới mua. Đất này chắc 3 lạng. Không nhẹ lắm. Vô hay là có chục cây ớt. Gần ký rồi đó. Đó, cây có mấy trái không? Mà toàn là hồi xích thú. Hồi xích thú. Hai trái xin vậy. Lấy nguyên cây thì 5 triệu, mà hái trái là 10 triệu. Rồi rừng cây luôn, bây giờ cắn miếng gừng. Ăn miếng gừng đỏ. Gừng cây với ớt rồi. Gừng nó cũng cay nữa. Mấy anh chị ở đâu tới chùa? Sài Gòn. Sài Gòn quận mấy nhỉ? Quận Nhất. Ồ. Từ quận Nhất xuống đây cũng xa. Đi cho Thanh cứu gặp thầy mà. Dạ. Thì để đây cho thầy luôn đi. Được á. Được không? Giúp luôn à. Ở thầy nha. Sao mấy anh chị biết chùa này mà tới à? Thanh cứng giới thiệu nè. Dạ. Ơi. Nó một hai đòi là bữa nay phải lên đây cho thăm thầy mà. Dạ. Chùa Pháp Trung ương mới chịu á, chứ chùa Pháp ở trên ngã ba Hồng Châu nó không có chịu đâu. Không chịu dạ. Đi vô, nãy chị không chịu đi vô đòi lên đây á, Trung ương. Không, chùa Pháp hôm mốt thầy cũng trụ trì. Thầy cũng được tiền đất của quân đội mà thầy lấy lại đất là của thầy hả thầy? Đất là của thầy, để đất của quân đội với của nhà nước là của thầy. Đất của quân đội thầy lấy lại, đất của nhà nước thầy lấy lại, còn đất nào mua cá nhân thì thầy không có, đất đó đâu có mua đâu, đất có quân đội mà. À, nói đó còn Phật đã định, trời đã định. Lưới trời lòng rộng thoát sao cho, tại vì mỗi lần ông đổ thừa là đất đó thầy chiếm với thầy lợi dụng với thầy lừa cái chùa đó. Bây giờ thầy giờ ông kiện thầy, giờ thầy lật ngược lại là đất của thầy sao ông chiếm, ông ở bao nhiêu năm phải trả lại thầy nhân quả mà giả trả dai trả dai. Nếu mỗi lần ông không kiện thầy lấy địa chỉ chùa đó rồi lừa chùa đó rồi cướp chùa đó thì giờ ông kiện ông rồi giờ thầy kiện ngược là xin ba chùa đó làm cơ sở, một cái là chùa, một cái chùa để chuyên tu, một cái chùa văn phòng
Trung ương phía Nam, một cái chùa trung ương phía của ngày trung ương phía Nam lại đi nhập này anh chị khỏe nè. Thầy giữ bài chùa vậy là thầy đi cực lắm á. Nhất quyết chi bớt theo chùa. Chi bớt chùa thầy ơi. Chiếm lấy Việt Nam Bất Tử. Chiếm lấy chùa Vĩnh Nghiêm quận 3. Hãy chiếm nó, lấy của nó, cướp trắng trợn không cần xin phép. Hồi xưa ta đánh giặc với người đời thôi, họ cướp tài sản còn gì, thầy cướp chùa, cướp mặt luôn. À, cái chùa nào của vô của giáo hội quần tôn giáo là của thầy. Vậy đi qua chi hồi xưa họ nói thầy lừa tôi giáo hội. Thôi vậy đi qua chi của với không phải là giáo hội, giờ là thầy là của giáo hội. Nói ngược lại đúng không? Cái gì nó nhân quả. Chịu thầy không? Chịu phải ở với thầy luôn cả đời. Giờ kêu ba ký giấy. Ký giấy bán con luôn. Không phải quán con, ký giấy để chọn đời theo thầy, chung thủy thầy mãi mãi không rời thầy, như hình như bóng. Không rồi. Thấy không? Lấy nhau là không được cách ly, không được cách xa nhau, không được chia tay xa nhau, từ đây chấm dứt không quen nhau nữa mà. À, hãy yêu đi nhau chọn đời và chung thủy nhau rồi, chọn đời. Rồi, có gì đi theo thầy vậy hả? Cướp chùa rồi chia tài sản. Đấy đúng rồi, ở với thầy là tài sản của mình, của chung. Không phải cô biết thầy chịu không? Chịu. À, cái cô biết chứ là người đâu có không biết đâu. Thấy ghê cô biết có chịu không? Bao nhiêu cô biết đến đây là đều hết hết. Ai mà cô biết lại thầy hung cái là rút virus thầy phun ra ngoài mà hết. Không tin ngày mai cô đi khám lại coi hết virus liền.